Bắt đầu từ năm 2025, Nga sẽ loại bỏ dần các sản phẩm và bao bì nhựa sử dụng một lần. Theo giới chức Nga, quá trình loại bỏ này sẽ diễn ra một cách tương tự theo nhiều giai đoạn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Phó Thủ tướng Victoria Abrazenko cho biết, các loại bao bì không thể tái chế, khó phân hủy như ống hút nhựa, các loại hàng hóa, bao bì khác cần phải được loại bỏ dần và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Theo quan chức Nga, dự thảo luật về tiêu chuẩn cơ bản đã có hiệu lực, theo đó, quy định tiêu chuẩn tái chế 100% bao bì được áp dụng tại Nga từ năm 2025. Bà Abramsenko cũng cho biết, do bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, Nga buộc phải điều chỉnh các dự án xử lý chất thải đã khởi công do vướng mắc về thiết bị nhập khẩu trong lĩnh vực này. Một lựa chọn khả thi là nhập khẩu các thiết bị đó từ những quốc gia thân thiện.